Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hành Trình Sức Khỏe cùng bác sĩ Tuấn. Điều gì có thể xảy ra với cơ thể của chúng ta khi ăn quá nhiều muối? Theo thời gian thì mức độ ăn mặn đang có xu hướng ngày càng tăng lên và là gánh nặng bệnh tật đang đe dọa. Có thể nói hiện nay hầu hết người Việt Nam của chúng ta đều ăn thừa muối. Và theo một kết quả điều tra vào năm 2015 cho thấy trung bình một người Việt Nam trưởng thành sẽ tiêu thụ 9,4 gram muối mỗi ngày. Như vậy là mỗi người Việt Nam đã tiêu thụ một lượng muối gần gấp đôi so với khuyến cáo là dưới 5 gram trên một ngày. Muối đó chính là một gia vị, nó góp phần tạo nên hương vị cho thực phẩm và giúp hoạt động như một chất bảo quản. Và muối sẽ giúp thư giãn, giúp co cơ và hỗ trợ các xung thần kinh, giúp cân bằng khoáng chất và nước để có thể hấp thụ. Tuy nhiên, việc chúng ta ăn quá nhiều muối sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe một cách nặng nề. Và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì mỗi người của chúng ta chỉ ăn nên dưới 5 gram muối một ngày, tức là khoảng một muỗng cà phê nhỏ đó quý vị. Và nó tương đương với 2,3 gram natri trên một ngày. Tuy nhiên, nhóm đối tượng sau thì phải cần ăn ít muối hơn, mà tôi kể đến ví dụ như là trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, hoặc là người cao tuổi trên 50 tuổi thì chúng ta phải ăn ít hơn. Và để trả lời cho câu hỏi điều gì xảy ra khi cơ thể ăn quá nhiều muối, thì đầu tiên quý vị sẽ bị tăng nguy cơ sỏi thận ha. Thường xuyên tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến chúng ta dễ hình thành sỏi thận này. Điều này là do lượng muối nó dư thừa, nó làm tăng cái canxi trong nước tiểu, và sỏi thận hình thành khi mà canxi nó kết hợp với oxalat hoặc là acid uric trong nước tiểu và bắt đầu hình thành tinh thể. Và khi những tinh thể này lớn hơn thì chúng sẽ trở thành những viên sỏi để di chuyển trong đường tiết niệu và nó bị mắc kẹt lại, và kết quả thường là những cơn đau dữ dội. Thứ hai là quý vị sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Ăn thừa muối đó là yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp và dẫn đến đột quỵ, dẫn đến nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh tim mạch khác. Việc chúng ta ăn nhiều muối sẽ làm tăng thêm cái nguy cơ quý vị bị ung thư dạ dày này, bị suy thận, loãng xương và các rối loạn khác cho sức khỏe. Thứ ba là quý vị sẽ bị đau đầu ha. Nếu quý vị nào bị tình trạng hay đau đầu thường xuyên này, thì việc chúng ta tiêu thụ quá nhiều muối có thể nó là thủ phạm chính đó. Và ăn muối khiến huyết áp tăng gần như ngay lập tức ở một số người, và đau đầu chính là triệu chứng phổ biến của tăng huyết áp. Và chế độ ăn nhiều muối cũng khiến cho những người bị huyết áp bình thường họ dễ bị đau đầu hơn. Và bác sĩ Tuấn sẽ chia sẻ cho mọi người nghiên cứu năm 2014 tại Johns Hopkins trên 400 người. Thì các nhà nghiên cứu họ nhận thấy rằng những người mà họ có tần suất ăn muối thì sẽ có tần suất đau đầu cao hơn. Và khi giảm lượng muối ăn vào thì những người họ có huyết áp bình thường và những người tăng huyết áp họ đều bị ít đau đầu hơn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể bị đầy hơi này, bị sưng phù, chúng ta ngủ không ngon giấc và dạ dày rất khó chịu. Ăn thừa muối làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tăng huyết áp, ung thư dạ dày, đột quỵ hay là các bệnh loãng xương và rất nhiều các vấn đề về sức khỏe khác. Và theo số liệu mà bác sĩ Tuấn có hiện nay á, trung bình mỗi người hàng ngày của chúng ta vẫn thừa lượng muối gấp đôi, thưa quý vị. Và theo như khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và Viện Dinh dưỡng. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và cho người thân, thì chúng ta hãy bắt đầu việc thực hiện là giảm ăn muối trong chế độ ăn của gia đình ngay từ khi lên kế hoạch khi mà đi chợ hay là nấu ăn. Và sau đây thì bác sĩ Tuấn sẽ chia sẻ luôn 5 cách để chúng ta giảm lượng muối ăn hàng ngày, để qua đó giảm được nguy cơ bệnh tật. Đầu tiên là quý vị phải chọn các loại thực phẩm nguyên chất chưa qua chế biến, và quý vị ăn nhiều rau, trái cây. Chìa khóa cho một mô hình ăn uống lành mạnh cho sức khỏe của gia đình là quý vị hãy tuân thủ một chế độ ăn dựa trên các thực phẩm nguyên hạt, ít chế biến, nhiều rau, trái cây như tôi vừa nói đó. Và những thực phẩm này thường sẽ ít muối hơn so với các thực phẩm mà họ đã qua chế biến sẵn. Càng chế biến nhiều thì càng có khả năng là muối được thêm vào trong quá trình chế biến. Và sẽ có một mẹo nhỏ trong khi quý vị đi mua sắm thực phẩm là khoảng 40% giỏ hàng của bạn nên là rau và trái cây. Rau và trái cây tươi đều là những sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Thứ hai
là quý vị hãy kiểm tra kỹ cái nhãn thực phẩm trước khi mua. Khi quý vị chú ý so sánh các loại thực phẩm với nhau và thật ngạc nhiên khi thấy mức độ natri có thể khác nhau nhiều như thế nào giữa các sản phẩm tương tự nhau. Và hãy quan tâm hơn tới bảng thông tin dinh dưỡng được in từng loại sản phẩm và hãy lựa chọn loại thực phẩm nào có lượng natri thấp nhất. Thứ ba là quý vị không để muối và nước ăn, nước sốt, nước chấm trên bàn ăn. Quý vị không nên để các loại gia vị và nước sốt để các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình họ từ bỏ đi cái thói quen chấm và từ đó sẽ nạp thêm muối. Nước sốt cà chua, các loại mù tạt, nước sốt thịt tương nướng gì đó thì đều sẽ chứa một lượng muối đáng kể. Thực tế là hầu hết người Việt Nam chúng ta đều ăn nhiều muối hơn so với khuyến nghị thông qua các thực phẩm đóng gói trước khi chúng ta cầm lọ muối lên, hoặc là chúng ta thấm đẫm cái món ăn ưa thích bằng nước sốt cà chua. Và khẩu vị cũng như thói quen ăn uống được hình thành từ sớm ở trẻ. Và nếu một đứa trẻ họ tiếp xúc với các thức ăn mặn từ khi còn nhỏ thì rất có thể cơ thể của chúng sẽ có sở thích ăn mặn khi trưởng thành. Và nếu gia đình bạn thường xuyên sử dụng muối ăn và nước sốt mặn, hãy loại bỏ chúng ngay khỏi bàn ăn và giúp cho bạn giảm bớt phụ thuộc vào việc sử dụng nước sốt để tăng thêm hương vị cho bữa ăn. Số 4 là quý vị hãy sử dụng các loại thảo mộc, gia vị, tỏi và các loại cam, quýt thay cho muối. Mặc dù hầu hết lượng muối chúng ta ăn đến từ thực phẩm chế biến và đóng gói, nhưng bạn có thể dễ dàng thêm nhiều hương vị cho bữa ăn của mình bằng cách là sử dụng các loại thảo mộc như tôi vừa kể trên đó. Ví dụ như các loại thảo mộc, gia vị hay là cam, quýt, chanh hay là vỏ chanh đó, các loại nước sốt và giấm thay cho muối. Và dần dần việc thêm ít muối vào công thức nấu ăn yêu thích và quý vị thay bằng thảo mộc thì vị giác của quý vị sẽ thích nghi theo thời gian. Và số 5, cắt giảm thịt chế biến, các loại thịt hun khói và đồ mặn. Các loại thịt đã qua chế biến, tôi ví dụ như là dăm bông, là thịt xông khói, ở các loại xúc xích hay là các loại thịt gà hun khói, cá hun khói gì đó, thì đây là những món ăn chứa một lượng muối rất là lớn. Và để cắt giảm các thực phẩm mặn, và quý vị nên chọn nhiều loại thực phẩm nguyên chất, ít qua chế biến hơn. Do 70-80% thì lượng muối trong chế độ ăn của chúng ta được thêm vào trong quá trình chế biến. Và khi ăn, nên quý vị nên giảm tối đa các lượng muối và gia vị chứa nhiều muối trong khi nấu ăn và khi ăn. Hãy tự nấu ăn ở nhà để có thể chủ động kiểm soát được các lượng muối vào một cách tốt nhất thay vì mua các loại ăn sẵn. Điều này cũng sẽ giúp cho quý vị tiết kiệm được chi phí và đồ ăn so hơn quý vị đi ăn ở ngoài rất là nhiều. Vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa tiết kiệm chi phí, vậy thì tại sao chúng ta không tận dụng điều đó? Và vừa rồi thì bác sĩ Tuấn vừa chia sẻ cho mọi người những tác hại khi chúng ta ăn quá nhiều muối, cũng như là 5 cách để quý vị có thể giảm đi lượng muối ăn hàng ngày. Quý vị có thể chia sẻ video này đến cho người thân để họ có thể nhận biết và điều chỉnh lại chế độ ăn sớm, giảm bớt lượng muối để tiếp tục nâng cao sức khỏe của chính bản thân và gia đình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Hành Trình Sức Khỏe cùng bác sĩ Tuấn.